Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mây vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Nơi Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em trở lại với Trà Lách Bến Tre, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình vườn mai của chị Cẩm Loan. Giao lưu hôm nay mình có cúc thọ hương, dảo thơm, cúc đại đó, cúc tây thi. Dạ, cây để bàn cũng có hả cô chú, với lại phơm cao, dán trực tiền thông ạ. Đủ kích cỡ cho cô chú anh chị mình có nhiều sự lựa chọn luôn ạ. Dạ, em xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã luôn theo dõi ủng hộ kênh. Chúc quý cô chú mình sẽ chọn được cây ưng ý chơi Tết 2023 luôn ạ. Em xin phép được vô clip luôn cô chú anh chị nha. Em xin chào bà chủ ơi. Rồi em xin chào cô chú anh chị gần xa yêu thích mây vàng ha. Hôm nay em trở lại kênh giao lưu với cô chú anh chị mình một số mai để mình chơi Tết 2023 ha. Cô chú anh chị mình thấy mặt bông ưng ý đẹp thì ra Tết mình làm lấy bo làm giống nha cô chú nha. Số điện thoại của vườn em là 0377357115 ha. Em xài Zalo số này luôn nha cô chú nha. Vườn của em là ở Trà Lách Bến Tre nha cô chú. Dạ. Rồi em vô mã số đầu tiên ha, là một cây cúc thọ hương. Mã số 1N. Mã số 1N thân lắc luôn với cô chú anh chị ha. Chết đi. Có chỗ đầu ra. Cây này nút nụ rất êm nha với cô chú, nụ no tròn sáng nụ luôn ha. Chán. Bị nhốt. Rồi cây này cái chột ghép là cỡ từ ngón út luôn rồi cô chú anh chị ha. Từ điếu thuốc ngón út ha. Tàn ấm tàn mà siêu nút nụ luôn á mấy cô chú anh chị. Rồi em xin thông số nha. Có rễ nó nồm nồm xuống người hồi chú ha. Hoành là 22. Dạ. Chiều cao là 1m. Tán ngang là 86. Thọ hương 1N em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,5 triệu em bao ship ạ. Dạ rồi, 1,5 triệu nha với cô chú anh chị. Nó có nút nụ mỗi nách lá ha, cô chú anh chị mình cứ yên tâm về chơi Tết ha. Rồi, cái này nụ bao la luôn á, dư chơi Tết luôn á cô chú anh chị. Nụ thì mỗi nách lá. Nách nào cũng có nút nụ hết ha. Nên là nụ hết hết rồi chú nè. Nách nào cũng có nụ hết trơn luôn nha. Nách nào cũng có nụ luôn. Có nách lá nha. Rồi, em đỡ luôn ha. Là mã số 2. 2N. Cũng là một cây cúc thọ hương nha cô chú. Dạ. Em này cũng là thân lắc lượng luôn nha với cô chú anh chị. Nút nụ thì có mỗi nách lá luôn ha. Quá. Nụ to to hết rồi cô chú anh chị, chuẩn Tết luôn nha. Chùm chùm luôn. Em thì có cái co gắt lắm nha quý cô chú. Có nút nụ thì mỗi nách lá của chú anh chị mình yên tâm chơi Tết ha. Dạ, rồi em xin số 2 luôn nha. Nụ mê ly. Hoàng là 14. Chiều cao là 92. Tán ngang là 82. Thở hương 2N em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,4 triệu em bao ship. Dạ, 1,4 triệu nha quý cô chú anh chị. Cây này cái tàn thì không có lớn lắm nhưng mà nụ nút là ngon lành nha quý cô chú. Cây này em ghép một mùa ha, mùa sau nó sẽ dày tàn hơn nha cô chú nha. Dạ. Rồi. Dạ. Hả? Mã số 3. Là một cây cúc thọ hương nha cô chú nha. Rồi em này dán có khéo lắm nha quý cô chú anh chị. Thân thì nó có nụ nần hết hay cô chú ha. Dạ. Nụ nút là ngon lành luôn với cô chú anh chị ha. Rồi. Cây này mình ghép cũng nhiều bo ấm tàn quá cô chú. Dạ rồi em xin số 5 luôn ha. Cái thân nó nu nu nần nần. Hoành là 14. Dạ. Chiều cao là 81. Tán ngang là 73. Thọ hương ha, mã số 3N em giao lưu cô chú anh chị mình là 1,2 triệu em bao ship. Dạ rồi, 1,2 triệu nha cô chú. Dạ rồi. Triệu 6, số 4. Dạ, số 4. Mã số 4. 4N nha quý cô chú anh chị. Ồ, cây cúc thọ hương luôn hả cô chú? Dạ, em này phơm lùng liền tàn ấm tàn luôn nha quý cô chú ha. Thân lắc thì rất là có duyên luôn ạ. Dáng lòng.
Thụ thì có như mỗi nắp lá luôn ha chú. Nụ nút là tròn vo luôn cô chú anh chị ha. Cái cò nó gắt lắm nha cô chú anh chị. Củ đế đẹp lắm luôn cô chú. Rồi cây này đế thì đế nở luôn à. Rồi em xin số 3 nha. Hoành là 18. Hoành cũ là 38. Chiều cao là 90. Tán ngang là 85. Thọ hiền hương hàng mã số 4N. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.6 em bao ship. Dạ 1.6 nha quý cô chú anh chị. Mã số 5. 5N nha quý cô chú anh chị. Một cây cúc thọ hương luôn. Dạ em này thì lùng liền nha quý cô chú anh chị. À, thân lắc là tàn ấm vàng luôn ha. Nút nụ thì có mỗi nách lá hết nha cô chú. Dạ nụ ngon lành luôn nha cô chú anh chị nha. Cây này chưa tết bao la luôn. Rồi em xin số đôi ba vòng luôn nha cô chú. Này củ đế đặc luôn á. Đế rễ nôm nôm đẹp ghê không. Hoành là 20. Chiều cao là 92. Tán ngang là 91. Thọ hương hàng mã số 5N. Em giao lưu với cô chú anh chị mình đoàn triệu 8 em bao ship. Dạ 1.800.000 nha với cô chú anh chị. Cây này là ôi da. Siêu nút nụ luôn nha. Tàn thì ấm tàn luôn nha với cô chú anh chị. Dạ rồi em đỡ luôn nha. Mã số 6 anh ạ. 7 mà. 7 anh ạ. 5 mà. 5 xuống rồi. 5 là nhiêu tiền? Được. Thư ký này chắc bị đòn quá. 6 anh ạ nha cô chú anh chị. Làm cây cúc thọ hương. Dạ. Thân lắc củ đế bự luôn nha cô chú nha. Rồi em này thóp thân cao hết cô chú nhưng mà lắc đế đẹp luôn. Này nha. Cô chú nào thích bonsai hay về mình uống lại kiểu bonsai rất là đẹp nha cô chú nha. Cái đế nó rễ nó cắm cắm xuống nha cô chú anh chị. Rồi nút nụ cây này mà chơi tết là bao la luôn á quý cô chú. Tàn ấm tàn luôn nha. Quanh là 19. Tổng hoành đế là 44. Chiều cao là 94. Tán ngang là 87. Thọ hương hen 6N em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000 em bao ship. 1.700.000 nha mấy cô chú anh chị. Rồi cây này nhìn duyên quá. Rồi em đổi luôn nha. Rồi mã số số 7N. Rồi cây này tàn cũng kính tàn nha mấy cô chú anh chị. Cũng là một cây cúc thọ hương. Nốt nụ quá trời luôn nha cô chú. Đây mỗi nách lá luôn nè thấy gì. Cây này chơi tết cũng khá là ok luôn à. Đế đẹp luôn nha cô chú. Nguyên một bể đế luôn nha mấy cô chú anh chị. Dạ. Hoành là 19. Tổng bộ rễ nó được là 48. Chiều cao là 86. Tán ngang là 60. Thọ hương hen 7N. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.900.000 em bao ship. Dạ 1.900.000 nha mấy cô chú anh chị. Cái này hàng chơi tết nên là đang âm nụ khá là nhiều nha cô chú. Đế đẹp luôn ha. Rồi em đổi luôn à. Đây mã số 8 anh hờ. À, cây này nhỏ gọn rất là khéo cây quý cô chú anh chị ha. Chút xíu đây rồi chụp được à. Không có thời gian, không có trễ không. Dạ không có chốt, bạn em đem về luôn. Nụ nút là có hết nha quý cô chú anh chị nha. Tàn lắm tàn ha. Cây bé bé chứ nút nụ nhiều lắm luôn nè. Nút nụ có hết nha cô chú nha. Nhỏ nhỏ mà đế cũng thấy cưng lắm nha cô chú. Hoành là 13.
chiều cao là 74, tán ngang là 58, họ Hương hen mã số là 8N. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,2 triệu bao ship. Dạ 1,2 triệu. Dạ rồi, em đổi luôn ha. Mã số 9N. 9N cũng là một cây thọ hương luôn nha cô chú. Rồi tàn ấm tàn luôn quý cô chú chị thân thì lắc. Lúc nụ có mỏi nách lá luôn ha cô chú ha. Tội cây này bé bé mà lúc nụ quá trời nha cô chú nha. Đế đẹp luôn. Cây này nụ thì cũng khá là nhiều nha quý cô chú chị. Nách lá nào cũng có luôn ha. Cái này mình ghép cũng khá là nhiều bo với cô chú anh chị. Rồi thân nách đế có đế nổ luôn ha. Rồi em xin số đo luôn rồi. Hoành là 20. Dạ. Hoành đế là 40. Chiều cao là 95. Tán ngang là 86. Thọ hương hen 9N. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2,3 triệu em bao ship. Dạ rồi, 2,3 triệu. Rồi, mã số 9 anh ạ. 9 hay 10 chứ? 10. 10 anh ạ. Dạ, 10 anh ạ, nha quý cô chú anh chị. Dạ, à, cũng là một cây cúc thọ hương anh chú nha. Dạ. Thân lắc ra ha luôn nha. Nút nụ thì có mỗi nắp lá hết, cô chú anh chị mình yên tâm nha. Tàn ấm tàn luôn quý cô chú anh chị nha. Cái cò này cũng ngắt lắm nha cô chú anh chị. Trời, đế có đế nở luôn nha. Hôn chưa tới đâu luôn ạ. Hoành là 20. Chiều cao là 99. Tán ngang là 94. Thọ hương nha. 10N em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,8 triệu em bao ship. Dạ 1,8 triệu. Mã số 10N. Mã số 11N. Một em dán lông luôn nha quý cô chú anh chị. Ghép cúc thọ hương hả bà chủ? Cúc thọ hương. Dạ. Rồi cây này nút nụ bao la luôn nha cô chú anh chị. Rồi cây này mình dư chưa tết luôn à. Nụ là no tròn luôn cô chú chị nha. Đế thì đế nở luôn à. Dạ. Em xin thông số luôn ha. Hoành là 19. Hoành cũ là 35. Chiều cao là 89. Tán ngang là 71. Thọ hương hen 11N em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,7 triệu em bao ship. Dạ rồi, 1,700,000 luôn với cô chú anh chị ha. Mã số 12N. À, ok, cúc thọ hương nha cô chú. Quá trời nốt nụ luôn. Rồi mã số 12N nha với cô chú anh chị. Rồi cây này là siêu nụ luôn với cô chú anh chị ha. Nhà nụ nút cũng ngon lành lắm, chơi tết là dư luôn rồi quý cô chú chị. Mỗi nách lá luôn ra nụ chùm chùm không. Rồi tàn thì ấm tàn ha, nụ thì no tròn nha quý cô chú. Cây này thì cũng đế nở luôn ạ. Dạ rồi em xin số đo luôn nha. Hoành là 18. Tổng bộ rễ nó được là 50. Chiều cao là 74. Tán ngang là 67. Thọ hương 12N em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,5 triệu em bao ship. Dạ 1,5 triệu nha quý cô chú anh chị ha, cúc thọ hương. Rồi. Mã số 13N nha quý cô chú anh chị. Cái cúc thọ hương 13N cũng là một em thọ hương luôn quý cô chú anh chị ha. Này thì phơm tàn thông luôn ạ. Nụ nút là có luôn nha quý cô chú ha. Rồi tàn thì ấm tàn, cây này thốt thân rất là thấp luôn ạ. Đế nở luôn nha quý cô chú. Vậy rồi. Em xin xếp đo luôn nha.
vành là 20. Chiều cao là 1m06. Tán ngang là 83. Thọ hương 13 N, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu rưỡi em bao ship. Dạ, 1 triệu rưỡi thôi cô chú anh chị. Cái con nhỏ nó quay. Rồi, mã số 14 N nha cô chú. Cây này cũng là tàn thông mà thân rắc luôn ha. Cây này đẹp lắm nha cô chú nha. Dạ, nút nụ cũng khá là ok nha quý cô chú anh chị. Năm tước. Trời, tàn thì ấm tàn luôn nha mấy cô chú anh chị. Quá trời nút nụ luôn cô chú. Chùm chùm co co nó rắc lắm nha mấy cô chú anh chị. Rồi em xin số lô luôn ha, dán bà chủ tấm biển. Tấm biển vành là 20. Rồi, 20 vành. Chiều cao là 1m04, tán ngang là 70. Thọ hương hen mã số 14N, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu 8 em bao ship. Dạ, 1.800.000 nha quý cô chú anh chị. Mã số 15 anh ạ. À, cây cúc họ hương. Rồi cây này nhìn rất là thông cây nha cô chú anh chị. Đế não luôn nha. Nút nụ là mỏi nách lá luôn. Này này không có vô dây gì hết, em để tàn tự nhiên ha. Lúc này vô dây cái nó nở bông hết nha cô chú. Tàn thì ấm tàn nha cô chú anh chị. Nút nụ chơi Tết khá là ok nha. Bộ rễ đẹp luôn, nút nụ thì quá trời luôn. Rồi thân thì lắc luôn, đế nở hậu luôn à. Hoành 17. Hoành đế được 37. Chiều cao là 98. Tán ngang là 66. Thọ hương hen 15N, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu 4 em bao ship. Dạ rồi, 1.400.000. Em đổi luôn nha. Bao nhiêu tiền? Mã số 16 anh ạ. Là một cây cúc họ hương. Thân lắc toàn phong nha cô chú. Dạ, cây này thì phong cao quý cô chú anh chị nha. Nụ nút là có nha cô chú anh chị. Đó. Con này lắc ha. Đế cũng có đế luôn nha cô chú. Rồi em xin số lô luôn ạ. Hoành là 15. Chiều cao là 1m14. Tán ngang là 73. Thọ hương hen 16N, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu 7 em bao ship. Dạ, 1 triệu 7. Cây này phơm cao, mình chơi mấy cái liễn rồi rất là dễ thương ha mấy cô chú anh chị. Nút nụ chơi Tết là có hết luôn nha. Dạ. Rồi em xin đổi cây luôn ạ. Rồi mã số 17. Là một cây cúc đại đó nha cô chú. Rồi cây này phơm cao nha quý cô chú anh chị. Rồi phơm cao trực lắc luôn ha. Nút nụ thì có mỗi nách lá nha cô chú nha. Rồi, vậy là cô chú anh chị mình sẽ thấy một bọc bông gió luôn nha cô chú. Nụ là ú nu luôn ha. Cái mắt ghép đây là nó liền cái mặt cắt luôn nha cô chú anh chị. Đây rồi, em xin số đo luôn ha. Hoành 19. Chiều cao 1m24. Tán ngang là 84. Cúc đại đó hen, mã số là 17N, giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu rưỡi em bao ship. Dạ, đúng rồi, 2 triệu rưỡi cây phơm cao nha mấy cô chú anh chị. Mã số 18. 18 phơm chứ? 18N. 18N. Cây này cũng phơm cao luôn cô chú anh chị ha, mình chơi một cây thôi. Cúc đại đó với lại cúc thọ hương một cặp hai giống chơi phía trước sân chơi Tết là ngon lành nha cô chú anh chị. Cây này hoa cũng nào cũng đẹp ha. Rồi nút nụ là no tròn luôn nha cô chú. Hoành là 17. Dạ 17 rồi. Chiều cao là 1m25. Tán ngang là 87.
Thọ Hương 18N, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,5 triệu em bao ship. Dạ rồi, 1,5 triệu. Ừ, là một cây cúc Thọ Hương. Rồi cây này phơm cao mà tàn ấm tàn luôn nha cô chú anh chị. Tàn ung tùm nha cô chú nha, rất là dày tàn luôn ha. Lúc nụ là có bao la luôn nha cô chú anh chị. Cây này mình nhét rất là nhiều bo luôn ha. Cái chột ghép là nó cỡ từ đứa thuốc nha quý cô chú. Cây này thóc thân thấp mà thân lắc luôn à. Rồi em xin số đo luôn nha. Hoành là 16. Dạ rồi. Chiều cao là 1m22. Tán ngang là 78. Thọ Hương 19N, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2,3 triệu em bao ship. Dạ 2,3 triệu nha cô chú anh chị. Rồi mình xem lại cái phần nút nụ giúp em ha. Hàng này chưa tết nó là em quay kỹ nút nụ cô chú anh chị mình xem lại giùm em ạ. Rồi em đổi luôn nha. Mã số 20N. Nào cái cúc đại đó nha cô chú. Đó nó cũng nu nu. Dạ cây này mình nhét cũng rất là nhiều bo luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ cũng là thân rất lượng luôn ha. Hoành 13. Chiều cao là 1m02. Tán ngang là 76. Cúc đại đó hang mã số 20N, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,1 triệu em bao ship. Dạ 1,1 triệu nha quý cô chú anh chị. Cái này về cô chú mình sẽ chơi tết là bông gục rỡ luôn nha. Loại số 21N. Một cái cúc đại đó nha cô chú. Dạ có mặt bông luôn quý cô chú anh chị nha. Mặt bông to thiệt là to luôn. Cánh nó dung lên luôn trên trên chị nha. Bông cũng chắc được 4-5 phần. Cái đó bông chùm nha cô chú. 5 phần mấy. Cánh nó dung lên một lớp khá là dày nha cô chú chị. Bông thì bông chùm hay một nụ nó ra được mấy bông luôn nè. Còn nút nụ chơi tết thì còn rất là nhiều luôn á cô chú. Hoa rất là đẹp. Nụ to to luôn ha. Cây này nhỏ nhỏ nhưng mà có vỏ nha quý cô chú anh chị ha. Quanh là 12. Rồi. Chiều cao là 82. Tán ngang là 68. Cúc đại đó 21N, em giao lưu với cô chú anh chị mình 700 em bao ship. Dạ 700 nha quý cô chú anh chị. Mã số 22 nè. Cây này thì có thớt thân cao nha mấy cô chú anh chị. Mắt lượng hả cô chú. Đấy, mà cây này mình nhét cũng khá là nhiều bo cô chú anh chị ha. À, nút nụ chơi tết là có không ạ. Nút nụ thì có mỗi nách lá. Quanh là 15. Chiều cao là 83. Tán ngang là 71. Thọ Hương ngang mã số là 22N. Giao lưu cô chú anh chị mình là 1,1 triệu em bao ship. Dạ 1,100,000 nha quý cô chú anh chị. Coi em gọi luôn ha. Cái đó có nụ không vậy? Coi, mã số 23N. Là một cây cúc Thọ Hương nha cô chú. Dạ cái này gà lùng liền tàn tròn nha mấy cô chú anh chị. Gián trực tàn thông. À, mình chơi tết xong rồi mình lấy bo rất là nhiều luôn mấy cô chú anh chị ha. Ba bo ghép thôi cô chú mà cái tàn quá xá luôn nha. Tàn bự bằng ngón tay mình rồi đấy nha cô chú. Cái tàn bự. Bằng ngón tay trỏ nha. Cái bo ghép. Ủa cái bo ghép. Lộn. Lộn nè. Dạ, ngon lành nha cô chú. Ủa là có chơi tết hết nha cô chú nha. Dạ rồi.
hoành là 19. Chiều cao là 1m. Tán ngang là 85. Thọ hương hen mã số là 23 nè, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 900 em ba ship. Dạ 900 nha cô chú. Dạ cái. Mã số 23. Anh à, nào. Cái thuốc thọ hương. Cái này thì phơm cao quý cô chú anh chị ha. Nút nụ là dư chơi Tết luôn nha quý cô chú anh chị. Tàn thì ấm tàn luôn ạ. Nút nụ rồi có mỗi nách lá hết. Rồi em này cũng lắc lượng có duyên luôn quý cô chú anh chị nha. Rồi em xin số đo luôn nha. Hoành là 21. Chiều cao là 1m13. Tán ngang là 85. Cây thọ hương hen 24N. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.3 em bao ship. Dạ 2.3 trong nhà nha với cô chú anh chị. Dạ mã số 25. 25N là một cây cúc thọ hương. Cây này dáng lát dáng bay bay siêu luôn. Bay bay ha. Mình trồng nghiêng xíu xíu nữa chơi bay luôn nha cô chú. À cúc thọ hương luôn ạ. Vậy mình chơi Tết năm nay, năm tới mình chơi cái mình sửa dáng nó lại ha cô chú ha. Dạ nút nụ thì cây này khỏi chơi luôn quý cô chú anh chị. Em thấy có nút nụ đều đen luôn ha. Tàn thì ấm tàn nha quý cô chú anh chị. Có cái thân thì rất là có duyên ha. Nút có hết nè ha. Dạ. Rồi em xin một vòng nha. Cái co này nó gắt nhìn cũng quái quái lắm nha quý cô chú ha. Dạ rồi em xin số đo luôn ạ. Hoành là 21. Dạ. Chiều cao là 1m03. Tán ngang là 98. Thọ hương hen mã số là 25N. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.6 em bao ship. Dạ rồi 2.6 trăm nghìn. Rồi cũng là cây cuối clip của em luôn. Dạ. Cuối clip em chân thành cảm ơn cô chú đã bỏ thời gian xem hết clip nha. Em cảm ơn cô chú anh chị gần xa yêu thương ủng hộ vườn em ạ. Em chân thành cảm ơn. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những chia sẻ tiếp theo ạ.